Quýnh Nhà xin kính chào tất cả mọi người. Mình vẫn còn nhớ rất là rõ những cái lời nói vô cùng là bất hủ của một vị sư thầy vô cùng là lớn tuổi, đó chính là thầy Thích Giác Khang đã từng nói như thế này: một người mà đi tu hành đó quý vị thì không bao giờ nghĩ đến tiền, vì bây giờ có tiền đi chăng nữa cũng không có biết xài, cũng không có biết làm gì cả. Đó mới được gọi là tu chân chính. Vì một ngày thì chỉ đi xin ăn đúng một bữa, giống như là thầy Thích Minh Tuệ đó quý vị. Có nghĩa rằng là ăn những cái thứ được gọi là thanh đạm nhất, còn lại cái thời gian thì sẽ là ngồi thuyền niệm Phật đó. Tất cả mọi thứ là dồn về ở một cái vấn đề, nó đơn giản nhất, đó chính là tu tập thôi quý vị, còn lại là không có màng gì cả. Nhưng mà đối với thầy Thích Chân Dài đó quý vị, thì bậc tiền bối đi trước đã từng dạy như vậy đó. Nhưng mà thầy Thích Chân Dài thì làm ngược lại. Thầy Thích Chân Dài khuyên tất cả con dân của thầy á, là phải nên cúng dường cho thầy. Cúng dường mệnh giá thấp á, thì không có phước báo gì đâu. Nhưng mà cúng dường với cái số tiền mệnh giá lớn á, đút vào trong tay của thầy á, thì đảm bảo rằng là phước báu vô kể. Thì quý vị thử nghĩ coi rằng là cái đó có phải rằng là đang tu hay là đang bòn rút của dân không ạ? À? Bây giờ nói á, thì con dân của thầy Thích Chân Dài cứ nghĩ rằng là mình chống phá rồi này nọ các kiểu, mà thực tế để mà nói đó quý vị, cái sự thật nó vô cùng là rõ ràng. Mình không nói á thì mình cảm thấy có lỗi với rất là nhiều người. Người ta vẫn còn ngờ ngợt, vẫn còn u mê, người ta vẫn thấy rõ những cái sai khuấy của thầy Thích Chân Dài, nhưng mà họ vẫn ngày đêm để mà phục tùng cho thầy Thích Chân Dài. Có ai đời đâu á tu hành, tu thì ít, không có tu luôn chứ không phải là tu thì ít gì quý vị, nhưng mà chơi gái thì nhiều. Tiền bạc thì đề huề, ta nói rằng là cái con số lên cả nghìn tỷ đồng. Thì quý vị thử nghĩ coi rằng là một cái người tu hành mà tại vì sao người ta lại có nhiều tiền như vậy? Đáng lý ra là con dân của thầy là cái người phải hiểu rõ nhất thầy, tại vì ngày ngày tiếp xúc với thầy. Nhưng đôi khi họ biết đó quý vị, nhưng họ vẫn lảng tránh cái sự thật, và họ cứ nghĩ rằng là mình làm như vậy là đúng, mình bao che cho cái sai của thầy Thích Chân Dài, có nghĩa rằng là mình có nhiều phước đó. Tại vì ở trong đầu của con dân thầy Thích Chân Dài là đã bị gieo rắc những cái sự việc này rồi. Và quý vị biết làm sao không, mình không nghĩ rằng là con dân của thầy Thích Chân Dài lại ăn nói hồ đồ và hành xử một cái cách mà ta nói rằng là du côn đến như vậy. Vừa qua đó, mình có bắt gặp được một cái đoạn video, và trong cái đoạn video này đó quý vị, có những cái người đã liên hệ với một cái người dám đứng lên để mà nói ra cái sự thật của thầy Thích Chân Dài đó quý vị, là hăm he và muốn chi 10 triệu để bịt miệng cái người này. Trong cái đoạn ghi âm có liên quan đến cái vị Phật tử của thầy Thích Chân Dài đó quý vị, vô tình đã để lộ một cái sự thật vô cùng là khủng khiếp, là thầy Thích Chân Dài có khả năng sẽ bị bế đi quý vị. Mà chúng ta đâu có biết được cái điều này, mà chính miệng con dân của thầy Thích Chân Dài đã lên tiếng và nói như vậy, thì quý vị thử nghĩ coi, bây giờ mình trách ai bây giờ? Có ai làm gì thầy đâu, mà bản thân của thầy là cái người tạo ra, nghiệp của thầy nó trổ ra rồi, cho nên rằng là bây giờ thầy phải gánh nghiệp thôi. Nhiều người á, con dân của thầy Thích Chân Dài cứ nghĩ rằng là thầy ở tu bổ chùa chiền, quý vị thấy không? Tu bổ cái gì mà cái con số nó khủng đến như vậy? Và bản thân của thầy cũng chưa bao giờ mà bỏ tiền ra, bỏ tiền túi của bản thân thầy làm ra đâu quý vị, để mà đi làm những cái việc thiện nguyện đâu.
thầy mà đi làm thiện nguyện, thầy mà chi ra 1 tỷ 2 tỷ để mà thầy giúp chỗ này thì giúp chỗ kia, không phải là của thầy. Cho nên không phải gọi rằng là thầy giống như là một vị nhân hay là một cái vị thánh gì này nọ các kiểu, vì bản thân của thầy đâu có bỏ cái gì đâu, đúng không quý vị? Mà toàn là con dân của thầy phải chi tiền ra. Đó, nó giống như là một cái bộ máy vậy đó quý vị. Đó, bên dưới đút tiền cho bên trên, rồi bên trên ưng chi chỗ nào chi, ưng lấy le chỗ nào thì lấy le, ưng cho gái thì là cho gái. Đó, đúng không quý vị? Và chung quy tóm lại đó quý vị, thì bản thân của thầy là không có bỏ ra nghìn bạc nào hết trơn á, nhưng mà thầy tiếng thơ muôn vàng. Còn con dân của thầy thì ta nói rằng là có tiền thì được gọi rằng là cục cưng cục vàng của thầy. Còn một khi mà đã hết tiền hay gì này nọ là thầy đá đích, thầy ngoảnh mặt, thầy làm ngơ. Rồi bây giờ chỉ có khóc thét thôi quý vị. Khóc thét trong cái sự được gọi là vô vọng. Vì tiền thì mất, tan nhà nát cửa. Còn thầy thì vẫn ung dung hiên ngang, ngày ngày vẫn chơi gái như thường. Toàn là gái trẻ, gái tơ hay là gái mới lớn, hay là những cái người mà ta nói rằng là nàng thơ, nàng ơ, nàng ý gì của thầy Thích Chân Dài đó. Và quý vị biết làm sao không? Con dân của thầy thì ta nói rằng là tung hô thầy giống như là một vĩ nhân vậy đó quý vị. Giống như là một nhà khoa học hay là một cái người mà nghiên cứu có tầm dữ dằn lắm quý vị. Ta nói rằng là có một cái khoảng thời gian mình có đọc được một cái status rất là dài của nàng thơ Angola của thầy Thích Chân Dài đó quý vị. Có nói rằng là dung đất đó quý vị, chữa trị bệnh gì Covid hay là HIV ớt hay gì này nọ các kiểu đó quý vị. Thì sau đó cộng đồng mạng người ta dậy sóng cái sự việc. Và đến tại thời điểm bây giờ khi mà xem lại những cái đoạn video của thầy Thích Chân Dài đó quý vị, thì cũng có y chang những cái lời truyền bá như vậy luôn. Thì mình mới suy nghĩ rằng là nàng thơ Angola thì tất nhiên rằng là nàng thơ nghe thầy răm rắp là đúng rồi. Tại vì ngày đêm hủ hỷ mà thầy truyền cho nàng Angola, rồi nàng Angola cứ nghĩ rằng là đó là một vĩ nhân, đó là một người có tầm, cho nên rằng là những điều mà thầy nói nó lúc nào nó cũng là đúng đó quý vị, nhất quyết sẽ là đúng, cho nên rằng là mình đăng lên đó quý vị. Và tóm lại thì toàn là những cái điều ba lá ba xàm không, toàn là những cái điều tào lao bác xé. Thầy thích thầy nghĩ ra xong rồi thầy nói là các con vận dụng vận hành. Rồi quý vị biết sao không, có rất là nhiều cái câu chuyện về những cái sự ra đi của Phật tử hay là sư cô tại chùa của thầy Thích Chân Dài đó quý vị. Rồi những cái câu chuyện đó cho đến tận bây giờ cũng đều được thầy lấp liếm. Thực tế đó quý vị, có nhiều quý vị Phật tử cũng đã từng lên tiếng nói như thế này. Có rất là nhiều cái sự thật ở đằng sau cái thầy Thích Chân Dài này, nhưng họ không thể nào mà nói ra cái sự thật được. Bởi vì họ là những người yếu thế, những người không có gì trong tay cả, nói cái gì cũng sẽ bị quật lại. Vì cơ của thầy mạnh quá quý vị, cho nên rằng là đành ngậm đắng nuốt cay, đành uất ức, chứ không biết làm gì cả. Cho nên có nhiều người người ta cứ nghĩ rằng là tại vì sao những người đó lại u mê, ngu muội đến như vậy. Không phải đâu quý vị, có nhiều người người ta hiểu ra cái sự việc rồi á, họ tìm mọi cách để mà họ có thể là tố giác cái sự thật có liên quan đến thầy Thích Chân Dài, Thích Cúng Dường này. Nhưng mà bản thân của cái thầy Thích Chân Dài này á, ta nói rằng là ghê gớm lắm nha quý vị, không phải đơn giản đâu. Điểm bây giờ đó quý vị, khi mà xem được tất cả những cái điều có liên quan đến cái thầy Thích Chân Dài này thì chúng ta cảm thấy rùng mình lắm. Vì không có ngờ được một cái người tu hành trong một khoảng thời gian khá là dài như vậy mà lại âm ỉ những cái chuyện tày trời. Và cái này á,
cũng đã có rất là nhiều cái minh chứng sống với những cái lá đơn gần 200 lá nha quý vị, gửi đến để mà tố giác cái sự thật, cũng giống như là những cái người mà đã từng tiếp xúc với thầy, rồi đã từng bị thầy này hấp diêm rồi này nọ các kiểu, hại rồi này nọ các kiểu đó quý vị, thì bây giờ người ta cũng đã lên tiếng, người ta nói đó. Cho nên rằng là không có lửa làm sao có khói, không có gì không không khơi khơi mà người ta tự lên tiếng cả. Bởi vì lẽ đó đó quý vị, một con sâu mà làm rầu nồi canh nè, đừng có nói chống phá gì hết trơn, không ai làm gì cả. Nếu như mình là một cái người mà có một cái sức ảnh hưởng, mang lại cái niềm tin ở dân, những cái người mà người ta tìm về một cái nơi được gọi là thanh tịnh, giống như là cửa Phật đó quý vị, để mà người ta muốn cho cái tâm của họ nó thanh thản, thì thầy Thích Chân Dạy lại gieo vào trong tâm của họ những cái điều mà ta nói rằng là những cái vết dơ không bao giờ mà rửa nổi đâu quý vị. Cho nên rằng là có trách thì phải trách thầy của mình, tại sao thầy của mình ăn ở làm sao, tu tập làm sao mà để cho nhiều người người ta tố cáo tố giác đến như vậy đó, chứ đừng có trách ai hết trơn á. Vì chúng ta nếu như là thầy là một cái người chân chính đúng không quý vị, thì tất yếu rằng là không ai mà dám nói những cái điều đó cả, tại vì mình không có làm gì, cây ngay thì mình đâu có sợ đâu. Ok, cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mến chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe. Và nếu thích cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho các kênh của Quýnh Nhà nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những đoạn video tiếp theo ạ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.